Ngồi chào các bác, chào toàn thể nha. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 nhé. Em lên video đây cũng có ít cần em sẽ giảm giá một chút em bán cho các bác này, các bác dành phần mua hoa tặng vợ hoặc là tặng người yêu. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Có thể kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Giá em báo là chưa có phí ship. Phí ship mỗi đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Cũng rất mong anh em bấm nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Rồi cũng chuẩn bị mùng 8 tháng 3, ngày mai là mùng 8 tháng 3, em chỉ chúc sức khỏe đến toàn thể chị em, cô dì, chú bác, tất cả chị em phụ nữ trên mọi miền Tổ quốc. Rồi, em sẽ lên lại cho các bác cái hộp phao này nhé. Đây, hộp phao. Nói chung là nó toàn phao ngắn rồi các bác nhé. Có cái này là cái này là ngắn nhưng mà to nhất này. Cái này ngắn nhưng mà to nhất, đường kính của nó suýt soát 1 mm, à 1 cm. Tổng thể thì nó dài khoảng, tổng thể nó dài có 11,5 cm. Tổng thể cái phao này nó dài 11,5 cm, nhưng mà phao nhỏ. Những cây phao này các bác dùng cho những cây cần mà mình câu mồi nó, mình tải chì nó bé thôi, đúng không? Tải chì nó nhẹ, bác có thể câu những cây cần tầm khoảng độ 2m4, 2m7, 3m, 3m6. Toàn phao Nhật các bác nhé, toàn phao Nhật, phao xịn ấy. Không phải là phao cỏ đâu, vớ vẩn đâu. Những cái xanh xanh này, những cái đốt xanh xanh này như nó phản quang, những đốt xanh xanh này nó phản quang đầu nó, cái chân cắm của nó. Nhưng nó phao bé quá nhé. Đấy, cây dài nhất của nó có 25 cm. Cây dài nhất của nó là 25 cm quá nhé, cây này nhé. Cây dài nhất là 25 cm. Đấy, trên ở cái hộp này có 10 phao này. Đây, ở đây có 3 cái nữa thôi nhé. Nên nó về nó có bằng đấy thì em bán cả luôn. Đây. Cái này là 25 cm này. Cái trụ phao này em bán, hộp phao này em bán 800 thôi nhé. Đấy, hộp phao này em bán 800. Các bác lưu ý là phao bé nhé, chỉ dùng cho cần nhỏ thôi nhé. Cần nhỏ, cần ngắn ngắn thôi, cần dài là không không chơi đâu. Mà các bác muốn tải chì nặng thì cũng không không tải được đâu nhé. Cái này nó tải chì rất là nhỏ luôn đấy. Này mã 1 luôn nhé, mã 1 800. Khóa vào. Đấy, ok. Đấy, mở ra. Đấy, hộp gỗ rất là đẹp. Đấy, vẫn còn đóng đấy của con Nhật này, 800.000. Tiếp theo lên qua cái hộp mồi này nhé. Đây các bác. Hộp mồi tổng thể nó hơn 60 con các nhé. Hơn 60 con, rất nhiều các thể loại mồi luôn. Từ các thể loại mồi lua này. Mồi lua, mồi dích, mồi mồi nhựa, đây, đây mồi dích, mồi nhựa này,
cho đến mồi rích bằng sắt coi nhé. Đây, có con này con bà Bitbacker 128 này. Có hai con Bitbacker 128 này. Rất nhiều các thể loại mồi luôn. Có cả những cái con rích con trước này nhé. Những con rích này là em không tính vào những cái con mồi đâu. Là chỉ đếm hơn 60 con là chỉ những cái dạng con kiểu như thế này này. Đấy. Thì là những cái con mồi 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 kiểu như này thôi. Nó rất rất nhiều. Rồi còn tất cả các thể loại này. Lưỡi này, chì này. Mồi giả này. Lưỡi ba tiêu này. Rất nhiều ấy. Này mà bác nào quan tâm thì có thể nhắn tin qua Zalo ấy, em sẽ chụp hình cụ thể nhé. Đây. Đi lên từng con thì chắc là nó rất là mất thời gian. Đây. Rất nhiều ấy. Mồi dài, mồi ngắn. Có cả luôn lùa này, con này còn gì đi, con rích bằng sắt này. Heo con đây. Nhưng mà nhiều lắm. Lưỡi này. Lưỡi này. Thì Made in USA. Rất nhiều rồi. Chỉ ở bên dưới này còn một hộp chỉ luôn. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì những hộp mồi này để nhắn tin Zalo em nhé. 2,5 triệu hộp này có nhé. Đấy, hộp này 2,5 triệu, tổng thể nó có hơn 60 con. Đấy, cả hộp luôn. Các bác mua về, những bác chuyên đi rích biển, lua biển, mua về câu dần hoặc là về chia nhau. Hai mặt đựng luôn, rất nhiều. Hộp này bán 2,5 triệu coi nhé. Mồi mã số 2 nhé. Mã 2, 2,5 triệu. Theo lên bác cái cần, cái cây này cây Ryobi, Ryobi 7m20 này, 7m20 cây cần còn khá đẹp này. Các bác đánh đen săn hàng tay to đấy, nhấp ếch nhấp lóc ngon. Và hình cần còn đẹp. Cây này nó cứng khoảng tầm 8 đến 10 h coi. 8 10 h. Rất là đầm tay và trâu bò luôn. Đấy, cần còn đẹp quá nhé. Có vết xước, vài vết xước nhẹ nhẹ, xước lông mèo. Nói chung xước nhẹ thôi. Cứng tầm 8 đến 10 h gì đó. Hoặc đánh đen săn hàng. 7m2. Phôi của nó thì cực dày rồi. Này, phôi. Phôi dày như phôi con súp đây. Phôi dày như cả phôi con súp luôn này. Đây, đen săn hàng tay to.
Cây này mã C1 gốc 32, ngọn 2,2 ly. Nặng 650 g. Cây này có giá 1 triệu 4 với. 1 triệu 4 Ryobi. Tiếp theo đây có cây Daiwa 9m. Daiwa 9m này, trung bình cứng. Carbon huyết cơ, Daiwa huyết cơ Power Mat. Ngọn này. Ngọn xoay 360. Cái này nó cứng khoảng tầm 5H thôi nhé. Đấy, nó có bọt bóng này. Đấy, nó có bị bọt bóng thôi. Đấy, có bị bọt bóng đây. Bọt bóng trên cái phổi này, cái lớp bóng nó kém, nó bị kiểu nó lâu ngày nó om hơi. Hàng lưu trữ lâu ngày nó om hơi, cái phổi nó không bị xước luôn ấy. Đây, ở đây nó những cái đường gân gân chỉ này, những cái đường gân xoắn ích này, nó có bọt bóng ấy. Chứ nó không xước luôn ấy. Cây này các bác câu gành, câu chép sông, chép suối 9 mét. Nó rất chi là ít xước luôn. Nó chỉ bị bọt bóng thôi nhé. Đấy, nó lấm tấm, cứng tầm 5H coi nhé. Cứng tầm 5H. Các bác câu chép, câu gành, câu cá sặc. Lóng ngoài thì đẹp thôi nhé. Lóng ngoài đẹp luôn. Cây này mã C2 gốc 25, ngọn 1,6 ly, nặng 322 g. Cây này có giá 1.150.000 luôn. 1.150.000. Tầm 5H. Tiếp theo đây có cây Daiwa, Daiwa Theory. Daiwa Theory Made in Japan. Made in Japan. Cái này mới rồi, nó tính ra giá tiền Việt hai mấy triệu. Cái này ngọn rồi, ngọn Dobu Meta này. Dobu Meta. Cái cây này nó hạ đọt rồi nhé, nó hạ khoảng 20 cm đọt rồi nhé. Đây. Đọt nó khá là bự, nhưng mà nó cái đọt thì ngắn thôi nhé. Em thông báo ấy, nó rõ ràng là nó thông báo rõ ràng với các bác là nó hạ khoảng 20 cm đọt rồi. Ngoại hình nó còn khá là ok quá, khá là đẹp, cứng khoảng tầm 5H, nhẹ, thích hợp cho các bác câu cá sặc rằng, các bác câu gành, câu chép sông. Rút ra cần rất là thẳng luôn, rút ra nó gần như là nó thẳng, gần như là thẳng luôn. Nhưng mà cây cần này nó rất là nhẹ nên là các bác không không săn hàng được nhé. Loại này thì không thể săn hàng được. Cái này các bác chỉ đánh chép những bác câu gành ấy. Các bác mà ngồi ôm cần chặt nách 9 mét. Cái này 9 mét, zoom 9 mét rưỡi. Cái này 9 mét, 9 mét, zoom 8,7 như sao. Yeah, 9 mét MZ. Cái này nó zoom 9 mét, nó zoom 8,7 thôi. Gốc. Made in Japan. Cái này các bác câu cá sặc mình bao ngon luôn, rất là nhẹ mà nó thẳng luôn nhé, rút ra thẳng lắm, hàng cao cấp của Daiwa và Vinyl Theory.
cái này mà cái hàng đập hộp của nó, hàng mới đập, cái hàng mà nó còn đập hộp của nó niêm yết giá cái này tính ra phải 20 mấy triệu tiền Việt luôn. Cái này mã C3 gốc 26 ngọn 2 ly 4 nặng 273 gram. Cây này nó có, cây này nó có cái túi của nhá, có túi và có cái đọt phụ, nhưng mà cái đọt phụ thì không phải là đọt zin, đọt phụ nó màu đen, có túi và có đọt phụ luôn. 2.200.000 mã C3. Tiếp theo mã C4, đây có cây Đài Hoa Whitaker này. Đài Hoa Whitaker ngoài hình như có xước rằm. Cây này dài 9 m, cây này bọn nó dựng lên cần tay chợ máy các bác. Bọn nó dựng cần tay chợ máy, các bác không thích câu chợ máy thì các bác có thể câu như cần tay bình thường được. Đầu bù này xoay 360 này. Cái lỗ này tịt rồi ấy. Cái lỗ tịt. Cái đầu bù này nó làm đầu bù để mình câu câu tay bình thường. Đầu bù xoay 360 luôn, cái lỗ tịt. Cứng tầm 5H thôi. Dài 9 m. Đài Hoa Whitaker. Dòng Whitaker này là dòng phôi 2 da. Ngoại hình nó cũng cũ theo thời gian. Và cơ bản là nó không còn zin bởi vì bọn nó đã dựng lên cần tay chợ máy rồi. Đấy, các bác câu chép hoặc là câu gành. Người hình nó cũng có xước nhẹ thôi. Ít xước rồi. Xước rằm 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 rằm. Cứng khoảng 5H. Đây, lóng thứ hai từ gốc lên cũng có xước thôi. Các bác câu gành, câu chép hoặc là những bác câu cá sặc. Dài 9 m. Đài Hoa Whitaker. Lũ chui dây đây. Đài Hoa. Cây này mã C4 gốc 27 ngọn 1,4 ly nặng 350 g. Cái này bán 950 thôi, 950.000. Tiếp theo mã C5, đây có cây Shimano dài 8 m 1, 27 27 8 m 1 thôi. Shimano cây này sản xuất tại Nhật này. Hàng nội địa chuẩn thôi, 8 m 1. Cứng khoảng 5H. Ngọn. Ngoài hình nó còn khá là ok. 5H các bác đánh chép. Cái này chép dịch vụ ngon luôn quý. Cái chép dịch vụ ok luôn. Đấy, ngoài hình nó còn khá là đẹp, phôi khá là bóng quý. Đấy, có xước nhẹ thôi. Đấy, rồi là xước chút. Cứng cỡ 5H. Này đánh chép bao ngon luôn. Viết xước nhẹ này. Chép dịch vụ kéo tay, cây này đánh đèn được luôn. Shimano. Cây này mã C5 gốc 29 ngọn 1,5 ly nặng 490 g. Cây này có giá 1.050.000 luôn. 1.050.000 bán ngang giá thanh lý. Tiếp theo đây có cây ISO khuyên lớn. Cây này cây
NFT Power Loop. NFT Power Loop. Cây này độ cứng 3, dài 5m3. Cứng 3, dài 5m30. NFT, ngoại hình đẹp luôn. Cái này nó cứng khoảng tầm 5H so với cần đơn. Này các bác hạ tay câu chép vào ngon luôn. Hạ tay câu chép hoặc là để câu ISO bình thường. ISO khen lớn. Đẹp quá, không có chảy xước gì luôn. Không thể có vết chảy vết xước nào. Bát này. Bát này của nó bát luồn này tháo thì nó hơi khó coi nhé. Nếu các bác muốn cầu thì cứ hồi khi cứ để lại, muốn hạ tay thì cứ để lại cái bát này được. Rồi cái bát này tháo ra nó hơi khó, mà tháo ra nó cũng không được đẹp như cái bát cải. Tháo cái bát này chỉ có gọt đi, chỉ có gọt cái bát đi. Đẹp, không chảy xước luôn. Gốc này, gốc này, cái này cái núm này hơi bốc mốc nhưng có chảy đâu. Cây này mã C6, gốc 22, ngọn 1,6 ly, nặng 310 g, cái giá 960.000 luôn. 960.000, rất đẹp luôn. 1,3, 5,3 m. Tiếp theo đấy cây ISO khoen nhỏ ấy. Cây số con nhỏ này của Ryobi. Ryobi made in Korea này. Super Helicat Z Korea. Super Helicat lọt 1.5, dài 5m30. Cây này cứng khoảng tầm 3H, trên 3H chút. 3H đến khoảng 3H rưỡi thôi. Dùng là nó cứng khoảng tầm 3h rưỡi. Từ lóng thứ ba xuống nó xoắn như kiểu cây Power Loop rồi, nhưng mà nó nổi hơn. Đấy, cái gờ, cái gân này này, cái gân này nó nổi hẳn lên, sờ nó cộm tay luôn. Xoắn rất đẹp, có vài vết xước nhẹ nhẹ, xước lông mèo. Cứng khoảng tầm 3h rưỡi. Các bác là gầy rô gầy chép cầu giếc cầu mương. Nếu mà hạ tay cây này rất là nhẹ, hạ tay thân cần bé, xoắn đẹp. Có cái đoạn gốc của cái lớp bóng nó hơi kém chút. Đấy, có cái chỗ này là nó cái lớp bóng của nó hơi kém chút luôn. Cái này như kiểu nó phủ keo epoxy, lúc mà nó lên cái bát này như nó kiểu nó phủ luôn keo epoxy dài ra tận đây. Lớp keo epoxy này nó hơi xấu, nhưng mà cái thân cần thì nó không xước luôn nhé, không chảy. Cây này mã C7, gốc 18, ngọn 1,6 ly, nặng 224 g. Cây này có giá 570.000 với 570.000. Cây cần xoắn quá là đẹp, nổi gần nổi quốc. Tiếp theo nếu có cây Shimano Holiday ISO XT lọt 1.5, dài 5m3. Cây này được sản xuất tại Trung Quốc với China. Cây này thì bao đẹp luôn. Cái lóng thứ hai thì trên ngọn, à cái lóng thứ hai từ gốc lên, cái lóng hay xước nhất mà cũng không có vết xước nào nữa. Đẹp kèm. Quá đẹp.
Khoen sáng đẹp quý. Khoen sáng đẹp. Cây này đọt 1.5, dài 5m30. Gốc. Khoen Tát Fuji. Đẹp quý. Cây này đẹp. Cây này mã C8, gốc 21, ngọn 1,4 ly. Nặng 207 gram. Cây này có giá 680.000 thôi. 680.000. Tiếp theo đây có cây cần lua hai khúc. Cây này nó không có thông số lua đâu nhé, độ cứng cỡ UL L L gọi là UL đến L thôi. Trên cần thì nó không có thông số lua đâu. Nó có mỗi chữ rốc 702, cây này dài 7 feet, 2m1 luôn nhé. Dùng là UL. UL, nó bằng lúa suối. Khoen hãng, pad hãng luôn. Đấy, pad hãng, khoen xích thường luôn. Đấy, khoen xích hãng, xích thường. Ngoài hình cần còn tương đối. Made in China. Tem made in China. Đấy, UL thôi. Đại loại là UL. Dài 2m1. Cái này mã C9, gốc 28. 28 là cái chỗ này này. Cái tay cầm này. Ngọn 1 ly 1, nặng 100 gram. Cái này có giá 280.000. 280.000. Tiếp theo đấy có cây cần lua hai khúc máy ngang. Cây này dài 5,8 feet. 5,8 feet là 1m72 thôi. 1m72, 1m73. Cây này là cây Shimano Bát Quan. Shimano Bát Quan. Độ cứng ML. Lure từ 5 đến 18 gram, tải từ 6 đến 14 lb. Đấy, dài 5,8 feet, made in Korea. Shimano Part 1, quen Part Fuji. À đâu, Part hãng, Part Shimano. Part Shimano, quen Fuji xứ xám ấy. Mấy ngang, dài 1m7. Mét tầm 1m73, 72, 73. 5,8 feet, khoảng 1m73. Cây này mã AC10, gốc 25, ngọn 1,9 ly, nặng 95 gram. Cây này có giá 600.000. 600.000. Tiếp theo đây có cây Shimano nữa này. Cây này là cây Shimano Bass Ride. Shimano Bass Ride XT. Cây này cũng Korea này. Sản xuất tại Hàn Quốc. Lure từ 5 đến 18 gram. Nó tải từ 6 đến 14 lb. Dài 5,8 feet luôn. 1m73. Đấy, part hãng. Part Shimano này. Khoen Fuji xứ xám thôi. Khoen Fuji xứ xám. Cứng nhập ML. 1m73. Máy ngang. Cây này mã C11, gốc 26, ngọn 1,8 ly. Nặng 96 gram. Cây này có giá 600.000 với 600.000. Tiếp theo đây cây cũng cần lua hai khúc, cây này cây Abu Garcia. Abu Garcia Shirai Stick 66 L. Cây này nó dài 1m98. Độ cứng L, lure từ 1/32 đến 3/8 OZ. 3/8 OZ là 7 gram. 7 gram mấy? À 10 gram chứ. Nhầm. 10 gram, 3/8 OZ là 10 gram. Lure mắc 10 gram thôi nhé. UL, độ cứng L chứ. Nhầm. Đấy, khoen Fuji Six.
chân xám khói này. Đây, chân xám. Bát nó xigôn. Đây, nhưng mà nó cũng hơi cũ rồi. Bát xigôn, bát Fuji. Đấy, nói chung là cây cần thì còn đẹp. Đồ cứng lờ cho các bác chơi live game, các bác lúa suối, lúa lúa lóc thì nó, nếu các bác lúa lóc thì chơi những con mồi F35 đổ lại thôi nhé. Dù chơi những con mồi F35 tầm, con mồi chìm F35 thì nó cũng 8 gram. Đấy, thích hợp cho các bác cầu nó thích, nó cảm giác chút. Đấy, khoen Fuji xích dài 1m98. Cán mút, cán thì nó hơi bần bẩn. Cây này mã C11, gốc 25, ngọn 1,7 ly, nặng 670 gram. À đâu, nặng 115 gram, nó toàn lẫn. Cây này có giá 670 nghìn với 670 nghìn. Abu Garcia. Khoen xích, khoen cái 30. Tiếp theo đây có cây cũng cần lua hai khúc. Cây này hàng của Suzumi ấy. Suzumi Top Starter 270. Cây này nó dài 9 feet đấy. 9 feet 2m7. Lure rê từ 7 đến 21 gram, tải từ 8 đến 20 lb. Đấy, đồ cứng thì ML, nhưng mà cây này thì nó phải ngang với M rồi nhé. Nó rất là cứng luôn đấy. Cây này nó phải ngang với M thôi. Cái này các bác lua tầm trên 30 gram lua thoải mái luôn, cứng lắm. Với lại cái thông số tải của nó cũng cao nhé. Thông số tải của nó tải max 20 lb. Đấy, dài 2m7. Cái khoen cái thì khoen thì nó to chà bá luôn. Cái cây này ngoại hình hơi cũ ấy, nó xuống màu này. Chứ nguyên bản cây này của nó là màu trắng. Lúc chẳng hạn như nếu mà nó còn mới là nó màu trắng nhé. Cái này nó bị xuống màu này, nó xuống màu, nó xuống cái lớp bóng này. Đấy, chứ không nó đúng ra nó phải màu trắng như này. Khoen pad Fuji 2m7. Cái này các bác có thể lua nhái thật ok nhé. Lua nhái thật ngon luôn. Cái khoen cái thì rất là to. Cái 35. 35 40. Khoen cái khoen 40. Khoen Pat Fuji. Đấy, ngoài hình nó hơi cũ anh. Này các bác lùa nhé thật thì cũng ok luôn. Cái cán mút này nó hơi xấu. Nó hơi sờn sờn nữa các bạn. Hơi sờn sờn. Nói chung là nó xước thì nó ít xước thôi, chẳng qua là nó lâu năm rồi thì nó xuống màu. Cái khoen thì cái lớp keo nó hơi xấu ấy. Lớp keo epoxy nó hơi kém này. Nhưng mà nó không bị đứt chân khoen ấy. Đấy, thế mới hay. Cây này gốc 26, ngọn 2 ly 3, nặng 205 gram. Cây này có giá 480.000 thôi. 480.000. Và hình nó hơi cũ, nó hơi xuống màu theo thời gian. Nói chung là các bác lua nhái thật thì thoải mái, thoải con gà mái luôn. Tiếp theo đây cây hai khúc máy ngang. Hai khúc máy ngang, cây này cây Gamma Katsu. Gamma Katsu Senga này. Dài 2m45, bị hụt 5 cm coi nhé. Thực tế đo chỉ được 2m4. Nó ghi đây là 245 nhưng thực tế đo chỉ được có 2m4. Cái này Gamakatsu Made in Japan này. Made in Japan. Cái này thì thật sự là không biết mang đi lua được có lua được không, nhưng mà em thấy thích hợp cho các bác câu trên thuyền, trên nước, trên bè, trên kè, dạng câu thả hơn. Đó. Câu anh em câu mực không biết này. Nó cũng tương đối là cứng thôi nhé, không nỗi mềm lắm đâu.
độ cứng của nó khoảng 20, độ cứng khoảng 20, khoen lá, à, khoen khoen Fuji xích, khoen Fuji xích. Cà ma cát su nhé, cà ma cát su made in Japan, thân cần thì nó còn khá là đẹp luôn, cần đẹp luôn, nó đẹp nhưng mà mỗi tội là nó bị hụt 5 cm đấy, thế bị quay oăm. Cây này mã C2 C13, gốc 26, ngọn 1,7 ly, nặng 212 gram. Cây này có giá 700.000, 700.000. Tiếp theo lên các bác, cây nữa, cây cần lua ấy. Cây này lua cắm gốc, lua cắm gốc. Cây này cây Smith, Smith Sirius 66 SBL, đấy, dài 6 feet 6, độ cứng L, lure từ 2 cho đến 11 gram, tải từ 3 đến 10 LB. Đấy, hàng Smith này nếu các bác nào chơi cần bãi thì chắc nó không lạ gì Smith này. Hàng nội địa coi nhé, hãng này nó không sản xuất ở nước khác. Đấy, Smith Sirius, khoen Fuji Gold ấy, khoen 30, khoen Fuji, khoen rất là sáng đẹp luôn, không hề ám ố gì. Cắm gốc là 1m98, Pat Fuji, Pat Fuji có đóng tem Smith này, đóng tem Smith này. Cán bần, dùng cái cây cần này đẹp, tổng thể nó đẹp, tổng thể đẹp, cắm gốc độ cứng L, cứng L. Các bác chơi các bác lùa suối lại game, mỗi cái là cắm gốc thì cái đoạn cái thân này nó hơi dài chút, mình cầm đi thì nó hơi bất tiện, nhưng mà chơi cắm gốc thì nó cũng gần gần như kiểu một khúc ấy, sướng hơn, sướng hơn. Cây này mã C14, gốc 26, ngọn 1,8 ly, nặng 112 gram. Cây này có giá 1 triệu 7 thôi, 1 triệu 7. Cái bộ khoen này mà đấu đấu giá nguyên cái bộ khoen này 1 triệu 7, không đấu được cái bộ giá, không đấu được cái bộ khoen này luôn. Mã 14, 1 triệu 700 nghìn. Tiếp theo này có cây cần súp, cần súp cứng 25 thôi nhé, dùng cho các bác gầy rô gầy chép, gầy rô gầy chép, gầy rô gầy chép đầu cần đó, còn các bác câu mồi đắp. Cây này là cây Ryobi nhé, cứng 25, dài 425, 25 425. Cây này hàng của Ryobi, ngoại hình nó cũ theo thời gian, có chảy xước, made in Japan, Ryobi made in Japan, Pat Fuji Talus LS7, quen Fuji Six, quen Fuji Six, ok, có cái chỗ này nó hơi sứt chút này. Hơi sứt nhựa chút xíu, không ảnh hưởng gì, dùng bình thường thôi, định vị, định vị khoen. Ngoài hình có chảy xước, cứng 25, các bác gầy rô gầy chép đầu cần, có vết xước rồi, xước lóng hài.
xưa xưa cái ống hai đó nhỉ, made in Japan, khá là nhẹ, câu cần câu cảm giác thì các bác câu mồi đắp câu cá trôi đó nhé. Quen Fuji 6 Pat Fuji LS7 Made in Japan. Cây này mã AC15, gốc 24, ngọn 2,5 ly, nặng 385 g. Cây này bán các bác 1,1 triệu luôn. Mã AC15 này 1,1 triệu. Tiếp theo mã AC16, cây Sub Leader 405 BXT. 50T. Nó ngoại hình nó mòn sơn luôn. Đây, cái này nó mòn sơn này. Kiểu dạng nó cái khoèn này nó rút lên rút xuống nó chạy. Đây. Nó mòn cái lớp sơn ở trên cái gân nổi của cái phôi. Rồi thực ra cái dòng Sulitor thì cái lớp sơn của nó rất là mỏng luôn. Nó dạng như kiểu lớp sơn nó như kiểu nó chỉ lướt qua cho nó có màu thôi. Cực mỏng thôi. Nó bị mòn sơn. Bốn linh năm BXT mòn sơn. Có xước không ấy? Có xước không? Chủ yếu là mòn sơn. Cái này các bác về thích nó đẹp mang ra thợ spa, mang ra thợ họ spa cho đẹp keng này. Có xước rằm 405 BXT. Hàng thì nó nguyên bản, nó chưa hạ bát, nó sử dụng nó cũ rồi. Đây, hàng nguyên bản chưa hạ bát. Bác nào nếu mà mua muốn hạ bát thì em hạ bát miễn phí rồi nhé, nhưng mà các bác muốn hạ bát thì các bác phải có cọc em mới hạ. Hạ bát đi keo miễn phí. Shimano Supleader 405 BXT. Cái này mã AC16 3 triệu thôi nhé. Cái 405 này giá 3 triệu. Ngoại hình nó hơi cũ, vì mòn sơn. Đấy, tiếp theo cây này Suplider 425 BXT. Đấy, cây này thì đẹp luôn, khoen khoen sáng quắc luôn, không hề có một tí ám ố nào, cần đẹp này. Sơn bóng lửa. Đây, nó có mỗi vết xước này thôi các bác nhé. Đây. Nó có mỗi vết xước này. Nọ có bác hỏi em cây này sơn lại à? Bác ấy, em đăng lên xong rồi bác ấy vào bác ấy bình luận mới hỏi, à bác ấy bình luận bác ấy bảo cây này sơn lại à? Sơn lại thì nếu mà em hỏi các bác là bây giờ sơn lại thì có thằng nào nó bị dở mà nó sơn lại nó để lại cái vết xước thì làm gì, rất là củ chuối luôn. Nguyên bản chưa hạ bát đâu nhé, bát còn rất là đẹp. Chỗ này có phải nhẹ một chút ở trên cái lớp keo epoxy này thôi. Cái này mà nếu mà các bác câu lục muốn hạ bát xuống thì đằng nào cũng phải hạ cái này đi thôi. Đấy, nói chung là đấy có mỗi vết xước đấy thôi. Đây, chỗ này có một vết phải phải nhẹ nhẹ chút xíu. Nói chung là cây này đẹp.
Súp Leader 425 BXT. Quen. Với nó có một ông vào hỏi thay bu rồi đấy, ông vào ông chốt một câu chắc nịch là thay bu rồi đấy. Em bảo là bây giờ em với bác mang cái cần đi thẩm đấy. Nếu mà thay bu thì em cho bác luôn cái cần, còn nếu mà chưa thay bu thì em chỉ xin bác nửa cái cần, chạy mất hút không thấy đâu, không thấy trả lời lại luôn, phản vớ phân vân. Cây này 4 triệu 7 thôi nhé. Cây này 425 Super Leader 425 BXT 4 triệu 700 nghìn. Tiếp theo đây có cây Shimano 2 Power X. Shimano 2 Power X 454 Custom này. Dài 4m54. 4 khúc thôi. 4m54, 4 khúc. Và hình như nó cũng có hơi xước. Chỗ này vết xước thôi, vết chảy sơn ấy, kiểu như bọn nó gá vào cái bọn nó câu nó gá vào cái gác cần ấy. Nó xước sơn ấy, không phải dập nứt gì đâu nhé. Ngoại hình nó còn khá là ok, phôi xoắn X đẹp. Quen Fuji. Quen Fuji xứ xám, vành nhựa màu xanh xanh. Cái này nó cứng khoảng tầm từ 23 đến 25 thôi nhé. Cứng khoảng tầm 23 đến 25 gì đấy. Dùng cho các bác gầy rô, gầy chép. Các gầy rô, gầy chép, dài 4m54. Gốc cái cán gỗ này thì nó hơi sờn chút. Hơi sơn sơn nhưng mà đánh giá thì nó vẫn còn đẹp. Ôi, xoắn X hai da. Cây này mã C18, gốc 25, ngọn 2,6 ly, nặng 450 g. Cây này có giá 1.650.000 đấy. 1.650.000. Bốn mét năm tư, cứng khoảng tầm từ 23 đến 25 gì đấy. Đấy, tiếp theo đây có cây Daiwa Whisker. Cây này cây long bem ấy, Daiwa Whisker Power Mesh long bem 33LD 3m9. Cây này nó cái ngọn nó rất là cứng luôn, ngọn nó cứng dã man luôn. Nọ có cái bác ở nọ có cái bác ở Vĩnh Phúc vào cái chốt rồi, em gửi cho bác ấy rồi nhưng mà đấy, bác ấy bảo là đến nơi phải đến nửa tháng sau mới thấy bác ấy liên hệ để nhận hàng. Mà bác ấy bảo là cái cây cần nó mềm quá, đây cũng không hiểu là cái cây cần nó cứng như thế này rồi các bác cũng bảo nó mềm quá thì nó định mua cái cây cần kiểu gì đấy, không muốn cứng nữa thì thôi bỏ tiền mua Sun AX chơi cho nó sướng. 334 390. Cái cây này thì nó tháo bát ra rồi thôi, nó tháo bát ra rồi nhưng cái chỗ này nó rất là đẹp này, không hề có vết keo vết kia kìa luôn, không hiểu kiểu gì không hề có vết keo cái gì trên cái chỗ nó tháo bát ra rồi, không hề dính một tí keo epoxy luôn. Cái cây này nguyên bản thì em lấy về nó đã tháo cái bát này ra rồi, nó hít cái màng co, nó tháo bát nó chỉ hít mỗi cái màng co, một cái màng co ở đây, một cái màng co ở đây với một cái màng co ở đây mà nó mang đi cầu được. Siêu. Bên trong không quấn chỉ con điếc gì luôn.
Pat khoen Fuji Xích thôi nhé. Khoen Fuji Xích, cái này nó cứng 33. Nó ghi ở đây là cứng 33. Nhưng mà thực tế là nó cứng hơn cây Taewin bế kỷ luôn. Nó cứng hơn cây Taewin bế kỷ. Cái ngọn của nó 4 ly 9, cứng dã man luôn. Tay em gần gồng nổ gần nổ quốc lên mà nó chỉ cong xuống chút xíu này. Này. Đấy, nhưng mà có mỗi cái là nó dài có 3m9 thôi nhé. Đấy, nó dài có 3m9. Nếu mà các bác muốn dài hơn thì về các bác phải nối gốc. Cái này mã AC19, gốc 24, ngọn 4,7 ly. Nặng 500g. Cái này có giá 3.450.000 với 3.450.000. Đài Hoa Long Bẹp sản xuất tại Nhật, nó không có chảy xước gì đâu, chỉ có mỗi cái là ở cái chỗ nhám nhám này, cái chỗ nhám nhám này thì nó hơi mòn cái lớp nhám nhám để mình cầm cho đỡ trơn, còn cây cần còn đẹp, quen đẹp, quen Fuji Xích bù thì to chà bá luôn. Đấy, tiếp theo lên các cây Taewin Power nhé. Taewin Power 405BX. Cái cây này là bọn nó lên lại khoen rồi các nhé. Cây này nó lên lại khoen rồi. Chứ thực tế là nguyên bản của nó chỉ có mỗi một nguyên bản của nó thì nó lên keo, nó lên lên chỉ thì nó chỉ là cái chỉ đen này thôi này. Chứ nó không có hoa văn kiểu như này đâu. Kiểu này là bọn này nó lên lại khoen rồi. Nó đã đi lại khoen rồi. Đấy, khoen Fuji Xích. Pat thì nó dán mảng co như này thôi nhé. Đấy, cái cây này đợt trước về nó cũng dán mảng co y xì như này luôn. Đấy, nó dán mỗi 3 miếng mảng co như này. Cái bát này cũng không phải là bát nguyên bản của cây Taewin này đâu. Cây Taewin đời này của nó là cái bát bình thường ấy. Đây cái bát. Nếu mà Taewin đời này thì cái bát của nó như kiểu cái bát này, này. Chứ không phải cái bát titan này đâu. Cái này được cái là cái bộ cái bát này nó bát titan này. Dàn khoen là dàn. Ngoài hình của nó định có xước theo thời gian. Xước và cũ theo thời gian thôi. Gốc nó hơi sờn sơn. Nói chung là nó cũng cũ theo thời gian. 405BX Taewin Power. Cái này chắc các bác đánh tầm 70 mét chắc đánh ok. Nếu mà cầu lục cây này chắc tầm 70 mét thì ok. Cây này mã C20, gốc 24, ngọn 3,7 ly. Nó nặng 475g. Cây này có giá 4 triệu rưỡi thôi. 4.500.000. 405BX. Trên đây em có 20 mã cần, bác nào chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285. Em chào toàn thể các bác.